Thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày thì có những thứ tưởng rằng là cũ kỹ dễ dàng bị vứt bỏ, nhưng với những người yêu nghệ thuật và góc nhìn sáng tạo, những đồ vật tưởng chừng như vô tri, vô giác ấy có thể trở thành những tác phẩm nghệ thuật đầy sống động, có hơi thở riêng, màu sắc riêng, đời sống riêng. Hãy cùng chúng tôi gặp gỡ họa sĩ Nguyễn Quốc Dân, người biến phế liệu và rác thải trở thành những tác phẩm ý nghĩa, lan tỏa ý nghĩa bảo vệ môi trường đến cho du khách trong và ngoài nước khi đến với phố cổ Hội An. Xưởng tái sinh là nơi tập hợp của tất cả những gì hư hỏng, lạc lõng, đổ vỡ trong đời sống sinh hoạt của con người. Tất cả đã được họa sĩ Nguyễn Quốc Dân tập hợp, ghép nối để trở thành những vật có ích. Một vòng đời mới được tái tạo. Và ở đây, không có cái gì đáng bị vứt bỏ. Trước đại dịch Covid-19 thì tôi quay về Hội An, tôi muốn làm cái điều gì đó, lan tỏa tới cộng đồng. Thì muốn xây dựng cái xưởng tái sinh này, 3 năm rồi. Thì cái điều mà tôi tâm đắc nhất để mà gọi là mà tất cả mọi vật dụng trong này hay là những cái sản phẩm hay tác phẩm, nó có thể là cũng tôi cũng gửi gắm tình yêu vào nó. Thì như bạn đã thấy thì tôi nhặt nhẹm rất là nhiều thứ khác nhau tạo nên sản phẩm và tác phẩm. Thì như các bạn thấy là đây cũng là một cái tác phẩm từ tái chế cái bình gọi là bình xà bông mà đã phế liệu ra. Thì cái nhặt nhạnh như thế này nó sẽ giúp mình quan sát cuộc sống và biến đổi những cái đồ phế liệu thành sản phẩm hay tác phẩm. Anh hay được mọi người gọi bằng cái tên yêu thương, dân khùng hay dân đồ vá bởi phong cách nghệ thuật lạ của mình. Trong không gian xưởng tái sinh, hầu như những đồ nội ngoại thất đều được tạo thành từ những tác phẩm tái chế đồ phế liệu. Nghệ thuật của anh là tập hợp của sự đứt gãy, chấp nối, sự ruồng rẫy của con người đối với những thứ đồ vật không còn hữu dụng trong đời sống. Tôi cảm thấy nơi này thực sự rất đẹp. Tôi thích ngắm nhìn tất cả sự sáng tạo của nơi này vì nó từ những đồ vật đơn giản đã bị bỏ đi. Nó biến đổi cách chúng ta nhìn nhận. Tôi thực sự yêu nơi này. Xưởng tái sinh như một bảo tàng phế liệu thu nhỏ, thu hút lượng lớn người trẻ trong nước cũng như du khách quốc tế tìm về để nhìn ngắm những tác phẩm hay thậm chí chung tay vào công đoạn chế tác, tạo hình những tác phẩm từ phế liệu ấy. Kính thưa quý vị, Xuân Hiền đang ngồi ở một không gian có thể nói là nơi đâu cũng là những tác phẩm nghệ thuật. Và xin được giới thiệu đến quý vị chủ nhân của không gian đầy ấn tượng này, anh họa sĩ Nguyễn Quốc Dân. Chào em, Xuân Hiền. Và quý vị khán giả của Đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Nguồn cảm hứng lấy rác làm nghệ thuật xuất phát từ cái sự yêu thích môi trường từ cá nhân anh hay là từ một lý do gì khác? Thực sự cái việc mà lấy rác thải và lấy phế liệu làm cái chất liệu sáng tác là cái việc nó giống như ngày xưa từ nhỏ rồi. Ngay từ nhỏ là tôi cũng có một cái cuộc sống nó cũng gọi là nó cũng trải nghiệm với cái rác thải, phế liệu rồi. Bởi vì bản chất từ nhỏ là tôi cũng là một bạn trẻ nhỏ lang thang ngoài đường và cũng đã là người sống trong bãi phế liệu, đi lượm ve chai phế liệu về cũng phân loại ra để bán kiếm tiền sống. Ngay từ gọi là 3 tuổi tới 10 tuổi là tôi đã làm việc đó rồi. Và khi cuộc sống lang thang đó, mình lại tiếp xúc rất là nhiều cái vật liệu bỏ đi ở ngoài đường. Thì mình với sống trong đó mà, thì mình có một cái gọi là cái khát khao là làm sao để biến các bạn thành hữu dụng hơn, và chính mình cũng dùng cái việc đó. Và rất là may mắn là hiện bây giờ tôi vẫn trên cung đường gọi là tìm kiếm cái cảm giác để mà sáng tác, tìm kiếm cái sự rung động. Tất cả các tác phẩm nó được hình thành từ cái ý niệm đó. Nguồn cung cấp dồi dào các vật liệu của anh là ở đâu, từ ai đó đem đến hay là anh tìm kiếm từ nơi nào? Thực sự tôi rất là thích cái cảm giác mà gọi là đi đây đi đó mà tìm kiếm vật liệu hơn là những cái cô ve chai phế liệu mang tới cho xưởng này cho tôi. Thì cái việc mà hàng ngày tôi đi á, thì tôi tìm kiếm nó vật liệu đó nó nằm ở các nơi như là biển, núi, ao, hồ và thậm chí ngoài đường, nhất là những cái phế liệu bị người ta bỏ ra và thậm chí mình đi mua, thì vật liệu nó có khắp nơi. Và cái việc đó là mình cứ đi nhặt thôi, vì giúp ích được cho cái việc tái sinh bằng sản phẩm hay tác phẩm. Xuân Hiền thấy thì rất khó để có thể tạo thành một tác phẩm mà kết hợp từ nhiều vật liệu, nhiều chất liệu và nhiều hình dáng khác nhau, kể cả là màu sắc cũng khác nhau nữa. Thì cái bí quyết của anh là gì? Bí quyết ở chỗ là may mắn cho mình là tôi học về ngành nghệ thuật, mỹ thuật. Thì cái việc đó nó giúp cho
Cái cá nhân tôi là sáng tạo ra những cái chất liệu mà mình không phụ thuộc vào cái chất liệu nhựa hay là sắt hay là thép, mà mình có thể là sáng tạo một cách đa vật liệu. Thì cái tính đa vật liệu đó nó sẽ giúp cho mình có thể là cải thiện được cái tính sáng tạo của sản phẩm hay là tác phẩm ở nhiều góc độ sáng tạo khác nhau. Và chính cái sáng tạo đó nó sẽ giúp cho cái nhìn nhận của mình khách quan hơn, và nó sẽ nhìn nhận cho mình gọi là ra những cái tác phẩm nó mang tính đột biến hơn. Trên hành trình của anh thì có bao giờ anh bị cạn ý tưởng không? Và anh làm gì để có thể tìm lại cái nguồn cảm hứng của mình? Câu hỏi này rất là hay. Có thể có. Bởi vì trong quá trình sáng tạo thì mình dùng cái nguồn năng lượng của mình để biến nguồn năng lượng tiêu cực của những vật thể thành nguồn năng lượng tích cực, thì mình cũng có khi mình tiêu cực. Nhưng cái hay ở chỗ là đối với một người nghệ sĩ thì có thể là chúng ta tự tìm nguồn cảm hứng cho mình ở rất là nhiều cái vật liệu khác nhau, thậm chí nhiều cái góc độ giải trí khác nhau. Có thể vẽ, có thể điêu khắc, có thể sáng tạo và rất là nhiều thứ. Thì chính vì vậy là mình sạc năng lượng rất là nhanh, và mình có thể là tái tạo năng lượng và tái sinh năng lượng. Tôi dùng cái từ là tạm thời là tái sinh năng lượng, thì sẽ có một năng lượng mới. Khi chúng ta ngủ dậy, chúng ta sẽ có một năng lượng mới và tiếp tục lại sáng tác và tiếp tục lại làm tái chế, tái sinh. Vâng, thưa anh, vậy thì qua những cái tác phẩm của mình, anh có cái lời gửi gắm gì đến quý vị khán giả không? Thì bản chất của sáng tạo về tái sinh thì đã có thông điệp rồi. Bởi vì khi chúng ta sáng tạo về tái sinh thì chúng ta đã nhìn ngắm vật thể mà thông qua con mắt rất là cái nhìn rất là nhân văn, đó là biến những vật thể bỏ đi thành sản phẩm hay là tác phẩm. Và khi chúng ta làm điều đó, nhất là những nghệ sĩ như tụi tôi thì có thể là nhìn vật thể rất là đầy yêu thương, thì cái tính đầy yêu thương đó nó thông qua cái tác phẩm nó sẽ truyền tải một năng lượng rất là tích cực cho người xem, và người xem sẽ tự nhận thấy được là nó có rất là nhiều thông điệp. Và chính cái điều mà tự nhận thức của tác phẩm của người xem, khán giả, thì cái việc đó nó giúp cho từng cá thể của người xem có cái góc nhìn rất là hay. Tôi rất là vui khi mà biến tác phẩm đưa tác phẩm của mình, những câu chuyện của tác phẩm mình đến tay người công chúng một cách rất là tự nhiên để công chúng thưởng ngoạn. Thưa quý vị, qua câu chuyện của anh Nguyễn Quốc Dân đã làm cho Xuân Hiền có nhớ đến một câu nói của họa sĩ Pablo Picasso, đó là người nghệ sĩ là vật chứa những cảm xúc đến từ khắp nơi. Câu nói này quả rất đúng với những gì mà anh đã và đang làm. Xin chúc anh có thêm thật nhiều hơn nữa những cảm hứng trên con đường làm nghệ thuật của mình để có thể làm ra những tác phẩm đặc sắc và những dự án hay hơn nữa đến cho cộng đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.